À là sợ bị hiếp dâm đúng không? Thì, đúng rồi. Tại, lúc đó nó đẹp, tại vì sạch sẽ mà đẹp. Dạ. Em công nhận đúng không? Đúng tấm rồi. Đẹp, sạch sẽ đẹp gái lắm. Nó mới kêu lên trển đi chứ mẹ ở đây người ta hiếp dâm mày đó cái sau nó lên. Quý vị khán giả đây là một cái thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà có lập lẫy câu đó nha. Nhưng mà rất là tiếc cô ta không có nhớ được cô ta tên gì và nhà ở đâu cả nhà. Mến chào quý bà con cô bác, nếu mà cô chú anh chị nào cần cái sản phẩm mật ong rừng xịn 100% nguyên chất từ rừng, có thể là đem ra nước ngoài và làm quà biếu nha thưa cả nhà. Bên cạnh đó thì đây là cái sản phẩm nước cúc nhào trị đau nhức, nhức mỏi, xương khớp, huyết áp cao, mất ngủ. Nếu mà cô chú anh chị nào cần một trong hai cái sản phẩm mật ong rừng hoặc là nước cúc nhào, hãy liên hệ trực tiếp với Nhật Nam qua số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn quý vị khán giả. Mến chào quý bà con cô bác cũng như là quý vị khán giả thân mến. Thưa quý vị khán giả, được sự giới thiệu của quý bà con cô bác, hiện tại Nhật Nam đang có mặt ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Trước mặt quý vị khán giả đây là một cái công viên và được sự chia sẻ của bà con cô bác. Ở trong cái công viên này, trong thời gian 2 tháng nay thì có một cái sự xuất hiện của một cái cô gái, một thiếu nữ xinh đẹp, không biết lý do gì sao lại sinh sống nơi này. Và ngày hôm nay thì Việt Nam TV đến đây để là chia sẻ cho quý vị khán giả về cái hoàn cảnh của cô gái này, nhằm mục đích là để cho bà con cô bác, quý vị khán giả gần xa thấy được cái hình ảnh của cô gái này, có thể là chia sẻ đến với gia đình, mong một điều rằng là gia đình thấy và lên rước cô ấy về. Và trước mặt quý vị khán giả đây là cô Hương, người đã là giới thiệu cho Nhật Nam biết để tới nơi này. Đầu tiên con xin phép chào cô Hương ạ. Chào con. Cô Hương thân mến, cô Hương có thể là chia sẻ về cái hoàn cảnh của chị này để cho bà con cô bác được biết không thưa cô Hương? Rồi, chị này thì không biết người ở đâu. Rồi mình cứ đi ra công viên hoài thì gặp chị. Dạ. Rồi mà lúc đó thì chị tàn tệ lắm, quần áo đồ rách rưới thấy tội lỗi lắm. Đem vô nhà thì cũng có mấy cái cô mà là nhỏ tuổi mà mạnh mẽ vô nhà tắm rửa sạch sẽ ra giờ cứ ở công viên vậy đó. Thì ngày mình đi mua cơm mua nước thì cho chị ăn thì chị ăn, mà kêu chị làm gì thì chị không làm, chị ngồi một chỗ vậy thôi, kêu chị đi đâu chị không đi. Mình thấy càng ngày thì càng nắng thì thần kinh nó lại bị thần kinh mà thì nó lại tăng. Là cái cô nàng này bị thần kinh hả cô Hương? Chắc bị thần kinh nó mới vậy thôi chứ đâu có vậy. Dạ. Cô biết tên của cái chị ấy không? Biết tên... không biết tên, biết gì tên, biết họ, biết ở đâu lấy mà không biết đâu. Ở đâu không à? Không, đâu lấy tới ngoài nằm đây đâu, đằng kia đằng kia. Là đâu từ đây rồi bây giờ tới đằng kia đằng kia. Là chị có đồ đạc gì không cô? Không, có một bộ đồ mà rách cũ thành dơ dáy dữ lắm, đen thui từ lùi. Dạ. Rồi cô có thể là chia sẻ là chị tới đây lâu chưa cô Hương? Chắc cũng nửa tháng hả, hai tháng hả, hai tháng rồi. Là ở đây 2 tháng rồi. Vậy là trong vòng là mình cứ nghĩ là đi về nhà thôi, tại vì tôi đi bộ rồi tôi đi về thôi chứ đâu có nghĩ là bây giờ đi riết tối sáng rồi mình đi ra ngoài thì thấy nó vậy đó. Là cô Hương đi bộ tập thể dục đây thấy đúng cái hoàn cảnh sáng này. Là cứ đi về đây 5 vòng, rồi chiều lại đi lại đây 5 vòng. Bà con hỏi thăm như thế này hả cô Hương ha, là chị này ở đây là ăn uống là bà con cô bác cho hay sao? Thì đúng rồi, mình ai thấy tội thì cho. Chị có cái dấu hiệu của cái việc là sử dụng chất kích thích, uống rượu hay là không, gì không cô? Không có gì hết đó. Không biết, giống như là thần kinh. Không phải là uống rượu, uống bia hay là say sưa gì, hay là thất tình gì, không phải. Cái này là hình như là bị thần kinh. Cô Hương có tiếp xúc với chị đó chưa? Có nói, có hỏi vậy đó, mà nó vui thì nó trả lời, còn nó buồn nó nạt. Rồi là đem cơm ra, là một buổi sáng mà dậy là mua cho nó ổ bánh mì với một chai nước, mà nước là phải đó, nước chai đó mới để vô đó. Là phải để tủ lạnh cho nó lạnh, còn không là bỏ đá bi cho nó lạnh, cho đem ra, nó nói bà đem về bà uống đi, nước này tôi đâu có uống, cho tôi rửa mặt còn không xứng, nó kêu tôi uống, nó nạt. Bây giờ mình biết ý nó rồi, đó cái chai nước con đem ra kìa. Rồi trưa thì buổi sáng mua cho ổ bánh mì chai nước, trưa mua hộp cơm chai nước, chiều mua hộp cơm chai nước. Là bà con cô bác đây hùng lại hay là cô Hương? Không, cô Hương tự túc chứ. Cô Hương tự túc hết nè. Nói nhiều khi người ta nói là ai dựng trùi bu và làm chuyện trùi bu nên thấy mất công, thành ra mình tự túc. Mà con hỏi thăm khi mà mình muốn hỗ trợ cái hoàn cảnh, con thấy là cái chị đó bên đó ngồi cười mỉm mỉm. Mà khi mà mình hỗ trợ cái hoàn cảnh mà như vậy đó cô Hương, mà gặp phải một cái sự đòi hỏi như vậy đó thì cô nghĩ như thế nào? Tôi chẳng biết nghĩ thế nào, giờ nó tưng tưng mình cho nó vậy chứ thôi, chứ chẳng biết nghĩ thế nào. Hỏi nó dinh đến đâu, nó cứ nói quận 12, mà mình biết quận 12 cái chỗ nào, mà cái nhà chỗ nào, mà phải biết số nhà, phải biết nhà nó chứ. Nó nói quận 12 biết cái chỗ nào, mình đi lên quận 12, thành ra không có dắt nó đi đâu được hết á. Bây giờ mình quay chủ yếu cái mục đích chia sẻ cho người nhà tới hỗ trợ rước về. Đúng rồi, quay cho một người
mình cũng mong muốn vậy đó. Dạ. Gia đình đại rước nó về. Chứ ở đây là cô Hương nhắm cô Hương nuôi nổi không? Không nổi, không nổi. Tại vì cô Hương cũng ở một cái nhà có chút xíu trong đó chứ đâu có cái gì đâu mà nuôi nổi. Nhưng mà tỷ như mình ăn bữa sáng 20 ngàn thì giờ mình ăn lại 10 ngàn thôi. Mình dạ. Chỉ dính mình cho nó. À. Bây giờ chiều mình mua hộp cơm cái chú bán 20 ngàn. Thì giờ mình ra mình mua hai hộp, mình nói cho chú ơi, tôi mua cho con bé ở trong công viên này là chú lấy một hộp của mình, nó còn cho hộp đó chú mà cho. Nước là nước phải để tủ lạnh mới nước chịu. Là phải để tủ lạnh đem ra mới uống, còn không là phải bỏ đá bi vô cho không lạnh là không uống. À. Bây giờ ông tin tôi vô lấy trên nước ra không lạnh nó lấy nó giục liền chứ coi, nó không lấy. Căng thẳng vậy á ha. Mà thần kinh nó như vậy mình biết chịu vậy. Dạ, để con chạy về cô giáo mình lại tâm sự với chị đó một xíu nha. À, đi hỏi coi nó nói gì không. Tôi cũng có đứa em gái tôi nó bị tai nạn xe, nó bị đều thần kinh mà nó bồng con, nó thảy đều cho nó có là nó uống thuốc là bác sĩ kêu 3 năm mà nó chỉ có sợ tôi thôi. À. Tới giờ ăn cơm tôi nói mày ăn không? Ăn tao quýnh, làm bộ với chứ nó bị tâm thần quýnh lên chi. Dạ. Là nó ăn nó uống, giờ nó uống thuốc có chồng có con rồi, con nó ra đi học. Chị này làm. Chị này chỉ biết xài tiền không ta cô Hương hả? Con mượn cái mic cái cô Hương. À, không biết xài tiền. À, không biết xài tiền. Em chào chị. Không biết đâu, nói trả lời. Em chào chị. Không trả lời đó. Em chị cho tiền chị, không kìa? Cho tiền uống nước nè. Cho tiền nè. Cho tiền uống nước tiền nè. Đây nè, nước tay nè. Đây nè, nhưng tiền nè. Em giờ lấy tiền đi, hồi đi cô đi mua nước cho. Em bữa nay em không có đem tiền nhiều. Lấy đi nè. Ăn cho nước, ăn. Chút nữa ăn uống gì chưa em đi mua đồ cho. Nè, tiền nước đá là phải lạnh đúng không? Đúng rồi, nước bỏ vô này là phải lạnh. Không lạnh nó không uống đâu. Nước là phải lạnh đúng không? Mới uống ha. Ăn cơm nước gì chưa chị? Ăn chưa nói đi kìa. Chứ cho tiền kìa. Chị ruột. Trời, hồi xưa chắc bả đẹp gái lắm à. Hé cô Hương. Bây giờ mà vậy là hồi xưa đẹp lắm. Chị hồi xưa đẹp gái lắm hả? Hồi xưa chắc là thiếu gì bồ nè. Nhìn bây giờ. Trời ơi. Cười đẹp gái không? Sao dục tiền đi. Ủa sao dục tiền vậy? Chị không xê tiền hả? Hay là ít quá? Ăn hết rồi. Ăn hết rồi. À. Nói tiền cứ nói tới cơm. Bây giờ đó. Bây giờ em nói gì nè. Để con lụm cho cô Hương, cô lụm mất công tội nghiệp cô. À, không phải là em lại muốn tâm sự với chị thôi. Em hỏi thăm coi cái hoàn cảnh mình sao mà mình sinh sống đây như vậy. Cái này hả? Cái đó cái nói. Cái này á, đừng có đập của em nha. Cả gia tài luôn á. Thôi được bạn, hư tội nghiệp em lắm. Chị alo nữa coi. Ừ, sao nè cái này biết làm gì không, cái này là để đang đo, không phải cái này con đi điền quá. Ê đừng có chọi tội nghiệp em mấy chiếu mà không phải nè dứt lông nè không phải dứt lông cái gì người ta chi vậy, cái này đâu có lấy con ra được, đưa cho người ta quýnh vô nghe chúng nó quýnh kìa, đó ông nhìn kìa thì cục dĩa của tay sao đập bây giờ hỏi gì ha, tại nó đưa trước mặt ai nói à. Cầm tay mày đưa trước mặt cái gì, chị tên gì, chị đẹp ha, kêu chị đẹp, đẹp gái kêu chị đẹp thôi hả? Hay sao? Chị Hương hả? Không phải. Cô Hương. Kêu là... gì nói cho người ta nghe kìa. Lắc cho tiền nhiều lắm. Biết cái này cái gì không? Giờ giải thích cho nghe nè. Giờ giải thích cho nghe ha. Cái này nè. Nó có cái lông ở bên trước nè. Nè, đeo ngang cổ nè. Đó, đẹp chưa? Thấy đẹp không? Đẹp chưa? Đeo ngang cổ nè. Nói đi rồi chú cho cái đeo vô kìa. Cái này em chị em mình tâm sự thật nha. Em thấy chị đẹp gái quá trời quá đất mà ở đây một mình vậy không sợ á. Những cái người à. Trời ơi, thôi mày cút đi. Má kém gì chụm đầu mày, mày điên quá. Em có làm gì đâu. Tâm bậy tâm bạ không. Ăn uống gì chưa. Mà đẹp gái người ta khen đẹp gái có gì đâu trời. Từ từ, tao nhớ. Sáng ngủ mày ăn nước, một hộp cơm cho nước đi uống. Đẹp gái người ta khen đẹp gái, cái nói này nói kia kỳ ngộ đời trời. Mày đi đấy, mày đi đường nào vô đây vậy? Em đi đường này nè, có bà con cô bác ở đây dẫn vô nè. Đây cả đống người dẫn vô mà không thấy hả? Người ta nói sao biết không? Người ta nói sao biết không? Người ta nói ở đây có một thiếu nữ xinh đẹp không biết sao mà sinh sống ở trong cái khu công viên này. Em cũng khá bối rối khi mà nghe vậy. Ủa tên gì? Tên gì? Chị tên gì? Trời đó, một bầy dọc đó, được quá, lại cảnh nữa, mệt quá. Mà chị tên gì? Có người yêu chưa? Nói đi rồi tao cho tiền nè. Nói cho tiền rồi giờ làm gì? Đi mua đồ ăn, ra tao mua bánh mì ăn. À, là bây giờ tiền cũng không biết làm sao làm gì nữa. Cháo
Ừ, đó, đi mua đồ đẹp nữa, quên nữa. À. Mua đồ đẹp, dép đẹp luôn, dép này cũ rồi, dục. Ủa cô Hương, rồi cô nói, cô chia sẻ là mấy ngày hôm trước á thì chị ở đây là cô đưa vô nhà mà, cô tắm rửa hả? Không. Người này nè, đây thấy người đây. Tôi đâu dám đâu, nói chị đưa vô nhà, vô cái nó giật cái tôi té rồi sao. À. Là bà con. Dẫn vô. Bà con cô bác ở đây ha. Mình ở đây quả mình thì cho tắm đồng ý liền, hai người này dẫn cho tắm dưới cung đụng á. À. Rồi, thiếu nữ xinh đẹp ở đây ở dơ. Là bây giờ đâu có tắm được là ở dơ rồi. Đúng không? Vậy là ở dơ mấy ngày rồi trời. Lâu rồi, cả 20 ngày. 20 có gì ghê vậy? Rồi. Nè, 20 ngày rồi. Ba mẹ ở đâu nói cho tôi nghe coi. Bây giờ chị tên gì? Tên gì nói đi. Nói đi cơ. Mày nhiều tên lắm, tao đâu có nhớ. Tao nhiều tên thì làm sao tao nhớ? Không phải nhà nó mấy tên, nhà nó bao nhiêu người, mấy nhiêu tên nó gọi tùm lum hết. À. Tay chân bị sao vậy chị? Mũi chích hay sao vậy? Em thấy chị còn rất là tỉnh táo mà. Cái gì? Mà em thấy chị còn rất là tỉnh táo mà. Sao không chọn một cái nơi phòng trọ hay là chỗ nào chị mày không tỉnh hả? Tỉnh, hai chị em mình đều tỉnh như nhau mà. Rồi sao giờ? Tỉnh mà tao chứ không biết đường về, mày biết đường về không? Mày kêu mày tỉnh. À, có nghĩa là chị không tỉnh đúng không? Béo nào tỉnh hết, tỉnh hết, không không hết. Tỉnh là tỉnh hết, không là không hết ha. Ừ. Vậy là em với chị là bây giờ hai người đang đóng vai trò là tỉnh hay không? Ý chị sao á? Ý chị muốn là tỉnh hay không? Chân chỗ nè. Khoan từ để nhớ. À. Cứ bình tĩnh. Đó, đủ người về rồi giờ mà đi theo ai về vậy? Bây giờ có ai người thân ở đây đâu mà đi theo ai về? Ý em hỏi chị tên gì á? Bây giờ theo ai cũng về được hết đúng không? Không. Mà về đâu? Bây giờ em tên gì em nói đi rồi chị dẫn cho nhà tắm nữa nè. Là ta cho tiền đó nè. Không có tắm nữa, tắm hoài vậy. Tắm gì hoài vậy? Chị tắm thôi, em tự tắm thôi. Em tự tắm thôi, chị không đụng gì hết á. 20 ngày. Thằng này tắm trước nè, thằng này tắm trước rồi. Rồi, mày tắm trước. Em cứ hỏi tắm hoài, nó tắm rồi đúng không? Ừ. Còn chị chưa tắm thôi. Nó xịn đúng không? Xịn đúng không nào? Rồi nó chèo hai trái gì vậy? Tôi không biết mua trái gì ai biết đâu. Mà tắm gì tắm hoài vậy? 20 ngày rồi mà tắm gì hoài vậy? 20 ngày rồi chưa tắm á mà tắm gì hoài vậy? Đi tới đâu vậy? Đâu đâu nghe cái răng thôi. Nhanh hơn tao nữa, tao đâu có thể kịp thằng đó. Đâu nghe cái răng nữa rồi sao mà trắng dữ à? Răng sao trắng dữ vậy? Mà bây giờ á, nhớ tên lại chưa? Sao cái anh chết cái tùm lum vậy? Bây giờ chị có chia sẻ chị có nói là chị tên gì không? Để em biết, không thôi em nhờ mấy anh công an ở gần đây hỗ trợ á. Chết à, công an vô bắt cái còng tay lui sau đi chết à. Trời ơi, thiếu nữ xinh đẹp bị bắt, bị còng tay. Nè, còng vô nè, ăn cái tay nè, bắt sau lưng vô đây nè, nhìn đó nè. Nè, yeah, nhìn, vô nhìn nha. Cô Hương kìa. Đây nè, không phải là tự nhiên gì đâu. Bây giờ á, chị tên gì? Chị tên gì chị nói? Tú hả? Tên Tú hả? Thiếu nữ xinh đẹp tên Tú. Mày cầm cái gì vậy? Cái này nè, để gắn vô cổ này nè, gắn không em gắn cho. Mày cầm cái gì mày lấy cái đó đi. Mệt là mệt sao vậy thôi, để đây ha. Không có cầm nữa ha. Đừng có giục của em nha. Cái gia tài có cái này thôi đó. Mà mượn của người ta đó. Số gì? Điên tạo. Cầm đó mày nhớ là sao nữa? Nhớ tên chưa? Một cái trường hợp cực kỳ gây cấn. Thiếu nữ xinh đẹp ở công viên nhưng mà chưa nhớ tên là gì nữa. Nhưng mà cười rất là dễ thương. Không phải đâu, nhớ, không nói, không phải nhớ. Bây giờ đó, bây giờ đứng trước hai trường hợp vậy nè. Một á là chị nhớ tên của chị, nhà cửa ở đâu để em liên hệ với người thân rước chị về. Hai á trời má ơi, mày trở lại. Mà hồi mày đi tới đâu vậy? Mày nước như nước sấm vậy. Nói nhanh quá hay sao? Nói nhanh quá hay sao? Nói nhanh quá sao? Nói nhanh. Vậy thôi bây giờ á, bây giờ em quay coi có anh nào ưng không kiếm chồng cho vậy nha. Chị thấy sao? Sắc hả? Kiếm chồng chịu không? Trong cái bịch này có hai chai nước nè hả? Cái hộp này ăn hết rồi hả? Hết rồi. Ăn cơm gì xíu em mua cho. Xíu thì sáng chai. Tại vì mới nãy thưa quý vị khán giả. Nó không ăn nó cũng hết nữa. Tự nhiên nó hết chứ không phải nó ăn. Nó vô cái máy của mày á. Nè, còn cái hộp không nè. À. Tại tình huống vậy nè quý vị khán giả, cái này em cũng nói thật với quý vị khán giả luôn.
là mới nãy em đi dọc đường em quên em rút tiền, quên rút tiền nên là em có hỗ trợ được cho chị, với lại em thấy chị có vẻ như là cũng không biết xài tiền hay sao, biết xài tiền không chị? Nên là em đưa, em nhấp em đưa thử 20.000 coi sao. Biết xài tiền không? Ừ, chị biết xài tiền không? Chị biết xài tiền không? Cái gì em xài được tùy theo giá trị nó hả? À, nhưng mà tiền là xài không được hay sao? Nhưng mà tiền xài không được hay sao? Ý em hỏi gì á? Tiền xài không được là cái gì? Nhưng mà tiền chị có biết làm gì không? Mày coi bộ đồ tao hả? Ý em hỏi chị có biết tiền dùng để làm gì không? Vậy sao mới nãy đưa 20.000 dục mất? 20.000 đâu? Mày nói tới sách đâu biến rồi đúng không? À, tính ra chị cũng nặng lắm rồi. Chị có cảm giác là mình nặng lắm không? Hay là em nặng? Giận hả? Nặng. Chị đâu có gần sách đâu. À. Rồi cuối cùng tên gì chị hả? Má mày có nhiều đồ vậy mày, mày cứ nhầm cái sách tao như vậy, mày nhìn vô khác đi. À, là chị sợ em lột đồ chị hay sao? Mày lột được thì mày lột đi, mày đất mặt đó. Mày lột về mày gán thôi, chán đầy người mày hả? Cái gán làm cái gì? Nhưng mà chị thấy em nhìn chị thấy em nhìn chị là chị nghĩ em định lột đồ chị hay sao? Không, mày đưa đồ chứ đâu lột. À, là nghĩ là cho đồ chị đúng không? Cũng phải cho đồ tao đấy mà mày đang hả? Dò cái tao cần gì. À, vậy chị cần gì? Tao cần gì mày đến đi. Mày biết thì mày đưa tao biết cho chứ tự nhiên nó tao cần gì mày nói đi sao tao biết đồ gì. Bây giờ tao kêu mình đem tao về nhà, không đem tao về nhà mày hỏi. À, là đem chị về nhà hả? Ừ. Chú không quan tao lại chỗ cũ cũng được. Chỗ cũ là chỗ nào? Mày hồi đó mày giữ cái gì vậy? Bây giờ chỗ cũ là chỗ nào? Giờ đem chị về nhà em hả? Hay sao? Về nhà tao, về nhà mày lắm. À, là chị một ừ đem về nhà ăn cũng được nữa. Là mong muốn, bây giờ chị mong muốn chị được về nhà đúng không? Mà nhà chị ở đâu chị nhớ không? Bói gói, bói gói, chị rất muốn về nhà cả nhà. Nhưng mà chị không biết là nhà chị ở đâu. Má mày cho ai coi mà mày khủng khủng gì. Bói gói là cái gì? Bảo bói. Cái bình rượu. Tên là Bảo Bói hả? Chị tên là Bảo Bói hả? Tên gì? Mày nói gì? Nhà tao không biết được đón tao về đâu. Má, mày cứ nhào theo chị. Mày nói gì? Mày nói mình mày đi. Đừng hỏi tao nữa. Mày hỏi cái gì? Chị Bảo Bói là này nè. À, Bảo Bói là này. Nước hay là rượu? Có người yêu chưa? Rượu thành nước là Bảo Bói. Rượu hả? Rượu thành nước là Bảo Bói. Rượu hay nước à cô Hương hả? Bỏ phế nước ha. Dục dục luôn của em rồi sao? Gia tài của em là em mượn của ta đó. Mà chị rất là muốn về nhà đúng không? Đi đi, em dẫn về nhà. Ở nhà ở đâu dẫn về? Từ sáng giờ lên mà. Trời, mày cũng như thằng được thường, mày cũng bị nhốt mà chưa dẫn về nhà là. Một. Ổi, mày đi hái ổi đi nè. Hái ổi hả? Trước mặt quý vị khán giả đây là một cái thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà nhưng mà rất là tiếc cô ta không có nhớ được cô ta tên gì và nhà ở đâu cả nhà mình ạ. À. Bây giờ đứng trước tình huống như vậy mà cô ta mong muốn là cô ta được về nhà nữa. Mà nhà ai cũng được hay sao? Hay sao? Thì mày có tiền thì mua đó. À, bây giờ cái tình huống này cũng tương đối là éo này. Cái áo này hả? Cái áo em đang bận hả? Chi vậy? Mày nói ai cũng được thì giờ mày có cái áo mà mày nói ở thì ở cùng mà chết thì chết chung. Đưa cái áo đây. Cái gì căng thẳng vậy? Trời ơi. Không lẽ chị muốn lột đồ em hay sao? Đồ mày dư, đồ tao thiếu má mày. À, là có nghĩa là chị thiếu đồ đúng không? Mà vậy em mua cái áo khác cho chị đi chứ giờ lấy cái áo này có mồ hôi của em là rồi sao? Ủa vậy có một bộ đồ này thôi hay sao? Với lại đồ đạc đâu có cho tiền được, lỡ có vấn đề gì đó nguy hiểm lắm à. Là có bộ đồ này thôi hả? Còn con thấy ở đằng kia có ai nữa vậy cô Hương? Có một thiếu nữ nữa, cũng xinh đẹp luôn. À. Ông mà cái người kia mà
À. À. Cái này không phải em nói nha, là bà con cô bác ở đây thấy chị có vẻ thần kinh người ta nói. Mà chị có thần kinh gì không? Em thấy đẹp gái mà không lẽ thần kinh? Luộc hết luôn cho mày. Nhà cửa ở đâu? Mày là chọn cái trong hay cái ngoài, mày chọn cái trong đúng không? Bây giờ hỏi thiệt nè. Mày về thay đồ đi. Bây giờ nghiêm túc à, chị em mình nghiêm túc. Tao nói gì đã không nghiêm túc, mày biết thì mày nói. Tôi gả chồng cho bà luôn bây giờ. Bây giờ mày xàm xàm giúp tao mà. Mày cho mày tao nói mày hiểu. Bây giờ em gả chồng cho chị luôn chịu không? Tao nói mày hiểu không? Hiểu không? Có chồng con gì chưa? Hả? Mày cứ soi hai con mắt tao rồi. Trời ơi, tao nhìn mày sao tao nhìn được. Bây giờ có chồng con gì chưa? Gả chồng luôn chịu không? Nhà cửa ở đâu đó, người ta biết người ta tới người ta hỏi ba mẹ chứ. Cái chai này là nước nha quý vị khán giả chứ không phải rượu nha. Và theo lời cô bác, theo lời bà con cô bác ở đây chia sẻ thì cái chị này bả rồi cứ gả chứ được cái gì chứ. Ủa vậy tối ngủ đây luôn hả chị đẹp? Nãy giờ nói chuyện chị em mình thân với nhau lắm rồi mà. Mày nhìn cái gì giờ mày nhìn cái gì? Mày đang hỏi cái gì? Mày nhìn cái đó chứ tao không biết đâu có nhiều đây thôi đó. Chị nhìn em nè. Rồi sao? Ngủ trên này nè, cháu mới ngủ đây. Em đang nhìn chị mà, em đang hỏi chị mà. Thì hai chị em mình nói chuyện với nhau nè. Chị tên gì? Tên gì hả? Quên đồ. Nghiêm túc với nhau một xíu coi. Cái chuyện mũi cắn mình tính sao đi, bây giờ tên gì? Cái gì mũi cắn gì? Bây giờ tên gì? Nhìn em nè. Em đang nhìn chị mà. Một em rồi đó. Rồi sao nữa? Chị tên gì? Tên giống mày thôi. Gần gần giống mày á. Gần gần giống em hả? Tên là gần gần giống em hả? Em tên gì chị biết không? Mày nhìn bên đó đi, tao nhìn bên này. À thì em thấy cũng chẳng liên quan gì tới cái tên của mình hết. Tên không lẽ cái tên của chị không nhớ là tên gì? Chị ở đâu chị nhớ không? Rồi sao nữa? Em thứ hai rồi, em thứ ba đi. Nhắn đi tao đi về mệt kìa. Về đâu? Bây giờ biết nhà bà ở đâu mà đưa về. Bà muốn đi về lắm rồi đúng không? Được. Mày gửi xe ở đâu rồi? Em gửi xe bằng em gửi xe ngoài đường ngoài kia kìa. Xe bự cho bá ngay kia. Đó, xe bá đó kìa. Đó, chiếc xe du lịch bự á. Chiếc xe du lịch bự đó là xe của người ta. Xe. Hả? Không. Bây giờ phải biết tên gì ở đâu mới được chứ. Có người yêu chưa? Rồi mà kêu. Có người yêu chưa? Đi hai người. Người ta đi có người rồi. Lấy chỗ khách xe tao đi đâu? Về xe nữa thì sao? Mà bây giờ có người yêu chưa? Điện người yêu rước về ha. Có số điện thoại của ai quen không? Hai đứa. Bây giờ có nhớ bây giờ có nhớ số điện thoại của ai không? Tao uống nước thì mày đừng có hỏi, mày hỏi tao không trúng mặt mày. Chứ giờ bà không uống nước thì em hỏi chị cũng có trả lời được gì đâu. Nãy giờ em hỏi không mà em không thấy chị trả lời gì hết á. Bây giờ muốn gả chồng cho chị cũng không biết gả cho ai, gả à, như thế nào. Bữa nay thứ bảy rồi. Trả đồ đi, đi về. Cái gì? Chở đồ đi về hả? Đâu đồ? Đồ với mày có gì đâu mà chở. Đồ của ở đâu? Để tôi lại tôi chở đem về. Mà nhớ nhà cửa ở đâu không? Nhà ở đâu chở về, không lẽ chở đi vòng vòng. Vô phường ha. Hai chị em mình vô phường gặp công an ha. Hay là kêu mấy anh công an lại đây luôn. Cầm tay luôn. Đi vô vườn đi. Vậy là kêu công an lại còng tay luôn cô Hương. Đúng rồi, để ra kêu cho. Cô Hương, vậy cô Hương hỗ trợ con kêu công an còng tay luôn. Rồi, ra kêu cho. Bây giờ á... Nãy giờ mày cho tao ngồi xuống cỏ, mày ngồi xuống cỏ rồi đó. Ủa, này lội gì? Mà ngồi xuống cỏ anh chi? Giờ nóng quá, tao xích ngồi cỏ mà mày thích ngồi đó. À, là do trời nóng quá, bây giờ bà thích ngồi xuống cỏ cho mát. Vậy? Vậy là thiếu nữ xinh đẹp ngồi bãi cỏ. Bây giờ trước mặt quý vị khán giả hết là thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên đây rồi. Thiếu nữ xinh đẹp ngồi bãi cỏ.
Ôi, chụp hình ở đây y như ca sĩ luôn. Rồi sao? Hồi xưa có đi ca ở đâu không? Có đi ca phòng trà hay là đi diễn ở đâu không? Mà lý do làm sao mà sinh sống nơi này? Má mày, mày ngồi cái tướng vậy hả? Chứ chị ngồi sao? Tao ngồi gì, mày phải ngồi khác, sao mày ngồi giống tao được? Đó, đúng rồi, hai chị em mình ngồi khác nhau mà. Chị nhưng ngồi mà bây giờ tao ngồi vậy mày phải ngồi khác đi. Ngồi khác đi là ngồi sao? À, ngồi khác đi là ngồi sao? Mày quay qua bên kia. À. Là mày im vậy thì mày quay qua bên kia. Thì em quay qua bên kia nè. Chân mày qua bên kia kìa. Giờ để cái chân qua đây là mới nói chuyện được đúng không? Vậy được chưa? Rồi mày đi đi, rồi tao đi. Ra ngoài, không ngồi đi ngoài. Đi ra ngoài đi. Đi đâu? Đâu má, mày không nãy giờ mày kêu tao đi trước, mày đi trước chứ. Mà ý em hỏi là hai chị em mình giờ đi đâu á? Đúng rồi, đừng chữ thề. Bà con cô bác ở đây yêu cầu chị rớt không nên chữ thề. Hả? Rớt hết ngồi tao. Ơi, đừng có dục. Ở đó thì mình ngồi đó đi được. Chết em rồi quý vị khán giả ơi. Trời. Bây giờ chị đẹp. Bây giờ á, chị em mình tâm sự với nhau một xíu thôi. Cái gì vậy? Giờ tâm sự với nhau một xíu nha, chị tên gì? Nhà ở đâu? Kệ cô Hương ơi, không tới nổi nào đâu. Cái đó là toàn bộ gia tài của em á, chị không nên đập nha. Bây giờ đối diện với... Trời ơi, mày đâu đem cái gì đâu mà cứ gia tài hoài. Mày đó. Đi, mày cắn hết đi. Đây nè, đây là toàn bộ cái quang cảnh xung quanh nè, một hồ nước rất đẹp, một cái không gian rất là đẹp ở cái khu vực Sài Gòn thưa quý vị khán giả. Cái công viên này á thì phía xa xa quý vị khán giả có thể thấy là có những cái dây điện. Cái khu vực đó bông giấy rất là đẹp. Chiều thì bà con cô bác ưa lội bộ ở khu vực này. Trời, cái gì mà sao cầm lúc ấy mà mày chụp cái. Chết tao rồi. Hên là chụp được á. Bằng tất cả khả năng giữ đồ thì cuối cùng em cũng là chụp được. Con tên gì con trai? Đừng có hỏi tới đó nữa. Thôi đưa đây, đổi qua cái khác đi. Đừng có quăng mì vòng nữa, trời mẹ mà. Nó tới hồi nó thiên thu, nó không được nhận. Đưa đây. Đưa chị làm chi? Chị dục nữa của em hay sao? Mày còn cái nữa mà nói gì? Bây giờ chị, em hỏi chị cũng không nói chị tên gì, ở đâu, như thế nào hết. Cái đó còn chơi được, còn cái trong cổ mày nó đéo chơi được. Đưa cho chị rồi chị dục nữa sao? Con trai tên gì con trai? Gia Bảo. Trời ơi, cái tên gì đẹp dữ vậy. Còn cái chị này tên gì con biết không? Gia Bảo. Không biết luôn. À. Rồi cái chị này tốt không Gia Bảo? Chị này tốt tính không con? Không biết luôn. Con Gia Bảo. Con thấy cái chị này ở đây lâu chưa Gia Bảo? Lâu rồi hả? Con có đem bánh kẹo hay là đồ ăn qua cho chị ăn không? Hả? Chị có la con không Gia Bảo? Không luôn hả? Căng thẳng quá. Con chào bác. Nãy giờ con không có để ý, con thấy. Bác là gần đây hả bác? À, bác con hỏi thăm bác xíu được không bác hả? Dạ. À, thưa quý vị khán giả thì có một cái bác cũng gần kế bên đây thì Nhật Nam cũng xin phép hỏi thăm là ủa bác thấy cái chị này ở đây lâu chưa bác? Ở đây khoảng 3-4 tháng rồi. Dạ. Hình như cái chị này có cái biểu hiện của việc bị bệnh tâm thần thì phải bác? Đúng rồi. Con cũng hỏi bà con gần đây hình như cũng không ai biết bà ở đâu tên gì hay sao hết. Lúc trước tôi mới gặp cổ lần đầu tiên, tôi thấy cổ nằm tôi hỏi thăm cổ không trả lời, không có trả lời, mình biết cổ và rồi cổ cứ cổ đuổi đi rồi tôi đi luôn. À. Tôi biết rồi cổ bị tâm thần rồi. À. Mà hình như cái tính tình của chị này cũng rất là hiền lành chứ không tới nỗi nào hả chú? Đúng rồi, bác. Không đến nỗi, đúng rồi. Khi mà chị ở cái khu vực khung viên này thì có quậy phá hay là không. À, này kia không? Không. Cổ không có phá gì nữa. À. Cổ đi cổ ngồi gì thôi. Cổ không có phá gì nữa. Dạ, vậy tính ra cũng hiền tính ha. À, hiền tính, cổ không có phá gì nữa.
Nhưng mà theo con nghĩ là chắc đâu đó là chỗ này vậy. À. Chỗ này tâm thần nặng. Đúng rồi. Không, không nặng lắm đâu. Đúng rồi. Chắc cũng vừa. Dạ. Cũng mừng là có bà con cô bác ở đây á, giới thiệu chia sẻ về cái hoàn cảnh của chị. Không biết là thời gian trước á, như thế nào, có gia đình như thế nào không, mà bây giờ á, lại là ra nông nổi này. Thì cũng là thương cho thân phận của một cái người con gái, nên là tụi con cũng là tới đây chia sẻ để quay, là mong là hỗ trợ gia đình đón được chị về thì cũng may mắn ha. À, trước thì con cũng cảm ơn bác chia sẻ. Ừ. Thì hiện tại thì vậy bác à, cũng chưa có là thì ngày hôm nay mới quay thôi, thì chia sẻ thôi, cũng chưa biết là bà con cô bác có thấy được hay không. Thì trong cái thời gian này cũng là mong muốn một điều rằng là bác là hỗ trợ cho chị ấy cái việc coi ngó. À. Có khi nào ở đây bị xâm hại không bác? Không có đâu. À. Giữa Sài Gòn mà chắc không tới nỗi đó đâu. Không định đổi. Dạ. Yeah. Với lại có khi nào là sợ những cái thành phần xấu ở đây không bác? Không sợ đâu. À. À, ví dụ người ta ở đây là dân người ta thấy nổi cái cổ, người ta sợ thấy bà, người ta đâu dám người lại gần cổ đâu. Dạ, ý con sợ là những cái thành phần nghiện ngập không chích. À, không có, ở đây thì hết không có đâu. À, không có. Hên là không có, cũng may mắn ha. À, đúng rồi. Dạ. Thì bác cũng rảnh rỗi thì bác coi ngó chạy giùm con hé bác ha. À, được. Dạ, con cảm ơn bác. À. Dạ. À, vâng, thì thưa quý vị khán giả cũng thấy rồi đó. Quý khán giả cũng thấy rồi đó, thì cô chú bác anh chị cũng gần đây á, thì cũng có chia sẻ rằng á, là chị cũng hiền tính, tốt tính chứ không có tới nỗi nào, nhưng mà có thể là bị tâm thần. Khi mà em nói chuyện với chị thì đôi khi là em cũng không biết là em bị hay là chị bị nữa. Quý vị khán giả có thể thấy phía đó thì có một cái bé chó cũng rất là dễ thương, đang là chơi ngay đám cỏ. Và trước mặt quý vị khán giả đây là ba khán giả trên kênh. Giờ tình hình tính sao cô? Cô Hương? Vậy tính sao cô chẳng biết tính sao ạ. Bây giờ kiểu như là nói lên vậy để cho cái có người thân đồ này kia, nhà có nhìn ra thì đến đón vậy. Dạ, là mong muốn là người thân tới đón ha. Thân là em đón cái tội nó. Tội chị ha. Ở đây cũng mấy tháng trời rồi. Nhưng mà tốt tính ha. Cũng không có quậy hết. Không quậy phá gì ai. Đều... cho ăn thì cho, không cho thôi, chứ không có đòi. Không xin, không nói gì hết á. À, nhưng mà ý con hỏi là kiểu dạng là làm sao ta? Con thấy cũng hỡi ơi khi mà cô Hương có chia sẻ rằng là nước đá lạnh nó uống hả? Không có, nó nước nào lại uống. Không, tôi đem ra không lạnh không lấy. Tại vì nó nói gì thôi, mình để nó cũng vẫn uống đó, em thấy dạ, chai nó cũng vẫn uống. Ừ chứ phải. Không, nó... cô. Rồi có khi nào bị bỏ đói này kia kia nọ không? Thì có, xong có. Giờ cô thấy, vụ đây thấy ai cho thấy nó ăn. Người này cho, người kia cho. Chẳng hạn như người này kia cho, còn không cho là đói à. Do đói cho không biết tiền đâu mà ăn, tiền đâu mua. Không có tiền bạc gì hết nè. Không có tiền đó, nãy em cho nó giục đó. À. Giờ ý nói là giống như là muốn gia đình nó có đến nhận nó thì nhận luôn đến công viên rồi nè. Mà thì, theo... đây là kia công viên từ xã Thanh Đà. Dạ. Mà theo chị nghĩ là mới nãy do em cho 20.000 ít quá chị đó giục hay sao? Không phải, tôi chưa biết tiền. 20.000 cũng giục luôn. Cho nhiêu cũng đâu có biết. Nó cầm mà nó giục thôi cho nó không biết chị tiền bao nhiêu. Thôi. Dạ, tại vì con cũng ngại khi mà cho tiền nhiều chứ không phải là... Không phải, cho là giục thôi. À. Chú cho 100.000 đưa cô này, cô mua cho nó ăn. Dạ, vậy thôi xíu nữa để con đi rút tiền rồi con gửi cho cô trang trải rồi. Mua cho chị đó ăn uống mấy ngày trước đã ha. Rồi. Cô chứ... thay mặt em cảm ơn con. Dạ, không cần đâu, tại vì biết sao. Nói chung là cũng một mảnh đời thôi. Với lại con mà tới con cho 20 vậy chắc bà con cô bác chửi con chắc chết con. Là giống như là mình muốn là giống như sao? Giúp gì để cho người nhà đó em. Người nhà người ta thấy để cho người ta. Dạ, nhưng mà trước sau đi chăng nữa thì con cũng sẽ đi rút tiền để con quay lại con gửi. Ủa như ở đây ban đêm ban hôm vậy sao cô? Tôi đến ngủ cho nó kìa, chứ không phải ở đây đâu. Đằng nào cô hả? Ngủ trên cái trời. Đi cô Hương, cô cháu mình đi lên trển xíu cô Hương. Đi. Đi đây cả bà con mình đi ha. Đi. Đây. Nó cũng biết chứ đâu phải. Đi chạy theo cái ông nãy, đâu có đi à. À, đi đâu vậy? Thấy cái ông đó nó chạy theo cũng biết đi đâu. Nó chạy theo ổng, ổng gần đó. À, chắc không dám ra khỏi khu vực này đâu.
để coi thử, coi thử cái nhà ông nó ở đâu. Dạ. À, quay được chứ, nhưng mà không biết như thế nào á. Để rồi nó thấy ông đi xuống đường đó, nó đi lui rồi, đứng lại rồi. Để xíu nữa. À, có khi nào đói không? Có khi nào chị đói chị đi theo chú đó biết đâu. Mới cho ăn rồi hồi trưa đó. À, là mới mua cơm hồi trưa rồi ha. Là tối là chị ngủ trên đó hả cô Hương? Tối là lên đó, tại vì tối nào con cũng phải ra đây cô coi thử nó ở đâu. Ngủ trên đó. À, là tính ra cô Hương cũng nhờ cô Hương tốt nè cả nhà. Tối nào cô Hương nói cô Hương tại cũng... vì tại vì hồi đó cô có bước đừng coi em út á, nó bị tai nạn xe, nó bị giống cái này nè. À, nhưng mà bác sĩ kêu là phải cho uống thuốc đều đặn một ngày 3 lần. Bây giờ nó tỉnh, nó có chồng con, nó ra đi học rồi. Dạ. Một thằng con trai với đứa con gái ra đi học. À, nhưng mà điều nó không biết, nó con nó không biết luôn, cho nó phải con này còn biết. Dạ. Rồi mình giờ mình đem về mình trị nó nhanh lắm. Dạ. Rồi có cái nè, cũng biết nhà cửa nó ở đâu rồi ai trị cho nó thôi. Có khi nào sợ động bà, sợ mình quay gì không? Phải đâu, không phải. Không, không, không. Đó là động gì, nó vô giờ. À, là chút là chị ấy vô ha. Tại em biết sao không, mấy bữa là nó dơ lắm. Cái ba người này tắm cho nó thấy nó. Để đi theo nó coi nó đi tới đâu. Người ta hiếp dâm nó. À, nó đứng đó kìa. Nó lên trển. Đứng kìa. Tắm phải cắt áo rồi bỏ luôn. À, nó quay lui rồi kìa. Quay lui rồi kìa, nó đi lui rồi kìa, nó đứng đó giờ nó quay lui rồi đó. Bây giờ là chị định là ngày mai là ba người vô nữa nè, tắm kìa. Cho nó nè. Nó thấy ông nó đi rồi nó quay luôn kìa. À, là sợ bị hiếp dâm đúng không? Thì đúng rồi. Tại, lúc đó nó đẹp, tại vì sạch sẽ mà, đẹp. Dạ. Em công nhận đó không? Đúng tắm rồi, đẹp, sạch sẽ đẹp gái lắm. Nó mới kêu lên trển đi, chứ mẹ ở đây người ta hiếp dâm mày đó, cái sau nó lên. Đi mình lên trển rồi, coi là tối rồi. Cái chòi cũng giống vậy luôn nè. À, là cũng ngủ một cái chòi như vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Nó ở trển thì có mấy chú bảo vệ hơn. Nhưng hình, trên hình như là có cái ghế ấy ha. Có mấy chú bảo vệ hơn. Đúng rồi, có bảo vệ đúng không? Có cái ghế, có ghế nhưng mà có mấy chú bảo vệ. Thôi bây giờ con nói vậy ha. Là trước thì cũng nhờ tấm lòng của cô Hương cũng như là chị Dung cũng như là cô ở đây đã giới thiệu cho Nhật Nam biết tới cái hoàn cảnh của cái chị này. Mong muốn một điều là tìm được người nhà. Chứ để thân là một cái thiếu nữ mà xinh đẹp mà ở một cái nơi như thế này á thì á cũng nói là sớm muộn trước sau gì cũng gặp những cái tình huống xấu. Đúng rồi, đúng rồi. Nó khổ chứ đàn ông mình đâu có nhờ. Dạ. Đàn ông thấy đó, ở là 2 tháng bà... hơn đó giờ ngồi mình cười. Mà con tính ra bà dễ thương chứ ha. Đẹp. Nó đẹp lắm á, nó tắm lên rửa sạch sẽ đẹp lắm. Trời ơi, đẹp gái lắm ha. 20 ngày nay nó chưa tắm. Trời ơi. Chết luôn rồi. Đến ngày mai nè, lấy kéo nè, cắt nó nè. À, là mỗi lần tắm là sao? Thì cắt đồ nó. Phải cắt đồ mới tắm được. Nó đâu có cho cỏi. À. Tại nhà cô Hương gần đây là cô Hương cho vô nhà. Vô lấy kéo cắt. Rồi mua cái bộ khác mang vô. Đẩy rồi gì đó. Căng thẳng vậy. Thế giờ 20 ngày rồi ai dặn. Nó có đâu có cho mình cỏi ra được. À. Mình chỉ có cắt rồi mình à. Mới mưa nó sạch đó, cái mấy bữa kia ra thấy gớm lắm. Ủa như chẳng hạn như mưa gió vậy rồi bà cũng ở ngoài đây vậy luôn hả? Nó chạy vô trong đó, mưa trong đó có cái nhà đó bự đằng đằng chút xém là đẳng có chỗ ấy. Dạ. Có ghế, cái ghế kia nằm mà dễ. Rồi. Nó cũng biết chứ không phải là nó không biết. Dạ. Cũng may là có mấy cô ở đây dòm ngó ha. Thì cũng mong mày mấy ngày này cứ đi chiều đi công viên, sáng đi công viên mới gặp nó chẳng thôi làm sao. À, thì thôi bây giờ vậy ha. Cũng là cái duyên cái phận thôi, cũng là một cái mảnh đời. Thôi con cũng rất là mong cô Hương, chị Dung cũng như là cô chị ở đây là hỗ trợ giùm ngó bé trong cái chị đó trong cái thời gian này đi. Rồi kiếm được cái người nhà thì cũng kêu lên rước. Có người nhà gọi điện cho em cái em chỉ người ta tới không? Dạ. Ok, vậy để em chạy lại hẳn em coi nói chuyện với chị. Em biết tên chị rồi. Em biết tên chị rồi. Bà Mập là bà nào? Trời ơi, quen bà... Mẹ tao. Ở đây quen bà Mập luôn hả? Em biết tên chị rồi. Em biết tên chị rồi. Chị tên gì chị biết không? Chứ em biết tên chị rồi đó. Đồ xí má mày, mày nhìn bà Mập kìa. Bà Mập tao nào? Tao kêu bà Mập nhưng thì mày nhìn bà Mập, đừng nhìn tao. Ở đây làm gì có bà nào bà Mập? Bà Mập nhất tao nhất mà. Sao bà đứng đó, bà đứng trước bà Mập nè. Kêu chị đàng hoàng chứ. Mà mập trên mập dưới đủ xíu mẹ nó hay con. Kêu chị đàng hoàng chứ chị buồn sao? Kêu chị mập chị buồn sao? Hả? Đang kêu cái gì? Động. Mà chị nói vậy rồi cái chị đó buồn sao? À, trời ơi, một mình mày thôi mày làm sàm hoài à?
người ta mày giúp cũng đó. Đâu có biết làm gì giúp gì. Thì bây giờ giúp em á là để cho người nhà em nhận em về, chứ mai mốt mưa tới nơi là mấy chị cũng đâu có ra đi thường đâu, còn nắng còn ra tập thể dục. Bế bà này gì vậy? Bế chị về á chứ. Bế bà này mày đừng bế tao không có đồng nào đâu. Bế bà. Bế chị là không có tiền, còn bế bà này có tiền hay sao? Ừ. Rồi mấy bữa nay có gọi đầu không? Ôi cái đầu chí không. Trời ơi mày đừng có đâu 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 đâu. Đâu tôi quay kỹ rồi. Kè bốn con chí. Tôi thấy rồi. Chó. Tao kêu mày cô chú anh chị kêu không có hổng à. Thì mày thêm vô thành tên mày đó. Kêu nó em trai đàng hoàng. Nói chuyện một cách mình mày không biết thêm thì thôi khỏi bê gì hết. Mày chứ xét vậy. Mày đi xét không về. Nói chuyện một cách tối này không đem nước, không cho cơm, không mua bánh mì gì hết. Chứ nếu nói vậy hổng. Chứ nếu mà hai tháng rưỡi nay mình không cho nó ăn là cũng như là chắc nó xỉu. Chết luôn rồi. Còn lại bộ xương khô. Có thấy hồi nhỏ có coi trong phim không? Mấy cái người mà không. Mấy cái người mà không được cho ăn uống đầy đủ là chỉ còn lại bộ xương khô thôi. Có coi trong phim không? Bị bỏ đói á, bị bỏ đói chết xong rồi còn bộ xương nằm lăn lóc. Mày đừng có nói. Anh. Thằng này nè. Ừ anh nó em mà lớn hơn em chứ bộ. Mình xương khô một cách tế nhị với nhau đi. Mày giữ hai chai nước hả? Đâu có nước của chị mà. Bảo mày nước của tao. Tao thấy mày tớ, cái đụng nước rồi mày nhào tới không? Nước của mày đúng không? Không có. Không có, mày đứng sau mập ra. Đứng sau ạ? Ừ. Sao mày ra, đừng ngồi gần mà mập. Đứng ngồi sau mày tao chết đói. Đứng chạy không mà. Mày tao đứng đây nói. Tao nói cái nào nó sai chứ thì mày sửa, mày ngu quá vậy. Tao nói sao mày cứ làm như vậy. Hậu quá. Dạ. Chị. Tại chị, tại cái chị này chỉ bình thường mà cô chú anh chị thông cảm đi. Ê có mày không bình thường á, mày cứ lo nhìn gái. Thì chị bình thường, có em không bình thường thôi. Không có nói chuyện hổng. Em nói chuyện với chị nãy giờ là cô chú anh chị cũng biết em kêu mình kỵ mình. Nãy giờ bắt được nhiêu rồi mày cứ cho tao nói, mấy bà kia bà đâu nói sao mày không bắt bà nói hả không ra. Chứ mày cứ bắt tao nói hoài vậy. Hổng à. Cái gì? Đúng không? Đúng. Đúng không? Đúng. Đúng mà sai rồi. Cái này nước chứ không phải rượu nha bà con. Chứ đừng tính là nếu mà cái hoàn cảnh mà chị cứ cầm chai rượu chị uống vậy thì em lại em cũng không dám lại quay nữa. Nước này cho đem cho uống nè. Dạ nhưng mà cho mày uống hết vốn chị. Nhưng mà ý họ sắp thêm ít đồ thôi, nhiều đồ quá tao sợ tao không biết cái nào nó nhìn tao hết á. Cái này nè cầm bên hàng, cái đầu của mình, cái đầu của người ta. À. Rồi, cái nào nhào không à. Còn cái đó mình gỡ luôn đi. Đó giờ mày gom hết nè. Có nghĩa là bây giờ hơi bị rối. Không mày rối. Mày chẳng có gì rối. Trong cái gì? Nói chuyện đàng hoàng. Nó là ở trong bàn tay mày thì mày đâu có rối. Bây giờ tên gì? Mày không rối. Cái này mày rối, mày hỏi cái này đúng không? Bây giờ tên gì? Tao sao mày giật lại là nó rối. Bây giờ chị tên gì? Bây giờ chị tên gì? Chị nói thử coi ở đâu? Có họ hàng bà con cô bác quen thuộc ai hay không? Nói đi để em biết. Đưa về. Tắm rửa đâu này kia. Đưa về nhà tắm rửa chứ. Con mà chờ tới thời đó cũng lâu lắm tại thằng này nó nói nó chạy xa rồi mà. Còn ba nó không lẽ có thằng nữa. Bây giờ á nói đàng hoàng thằng nào. Với bà nói lấy tôi đang nói vậy sao mà tôi sân sổ ra thì bà đâu đàng hoàng. Tính ra bà tính ra chị này bà bình thường, mày là bà dễ thương. Bình thường á, mày cái đầu cái đó sống cái đầu bình thường. Em có nói chị không bình thường đâu. Mà em có nói chị không bình thường đâu. Em nói chị bình thường mà chị nói chuyện dễ thương nữa. Tao cái gì không có chia nha. Để hỏi tên gì nè, ảnh hỏi tên gì mà. Tao nói là nước đâu thì hỏi đó, tao đâu có chia ra đâu mà mày cứ kêu dễ thương chứ không gì. Tao đâu có thương ai. Có người yêu chưa? Không có thương hàng luôn, hàng tao cũng chả thương nữa mày thấy không? Bây giờ vậy ha. Bị cũng hết nước luôn rồi. Đồ má mày, tao kêu hết nước chứ mày thấy không mày nghe. Mày dậm lên cái chai nước đâu? Dậm đâu, chai nước đây mà dậm cái gì trời ơi. Em nói chuyện với người bình thường khó nói lắm á. Bây giờ coi con người ta về lấy cho. Còn 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 nhiều, còn nhiều. Chả lấy được. À. Có nghĩa là chai nước hết rồi thì cho lấy, còn chai nước còn thì không có cho lấy. Cái gì? Nước là sao? Nói đàng hoàng. Nước đang uống. Bo bốn chai đó mày lấy chai nào mà lấy được. Lấy chai. Mày lấy đi. Bây giờ im cái miệng không có được nói mà chửi thề. Đừng chửi thề. Cái miệng rồi sao mà đem hỏi anh chi? Sao mà lúc đó? Tạ
hoài mà đến không nhá. Không có chửi thầy, nói đàng hoàng. Ba ha ha. Tính là cũng vậy thôi. Mấy thằng khùng cho nó dậm chân rồi mình nó dậm chân. Ai dậm chân? Mày á. Nam. Dạ. Tỉnh táo dễ thương đẹp lắm. Dạ. Thôi mày về mày thôi mày nhường ghế đó cho bà đi. Ủa tỉnh ghế đó cũng đâu có quá gì. Tỉnh táo dễ thương lắm á chứ. Cái chuyện dễ thương mà. Tắm rửa lên sạch sẽ đó chú. Hên là bà bình thường á chứ mà bà không bình thường là bà. Bà nhảy xuống sông rồi. Bây giờ sao nè? Quay lại. Bây giờ có người yêu chưa? Quay lại. Quay lại là sao? Quay thôi. Nói nhỏ nhẹ. Mày, ừ anh quay lại. Ngồi. Nói đàng hoàng coi. Nói đàng hoàng. Cái gì? Bây giờ á. Ai biết thì nói, bà không biết gì. Anh ngồi đàng hoàng, nói chuyện đàng hoàng. Sao tôi phải giải thích? Mệt ghê. Giải thích cái gì người ta hỏi là tên gì, ở đâu, địa chỉ đâu để đưa về nhà. Về cha mẹ hay là về chồng con hay là con ở nhà đợi. Ê, có con chưa? À, đúng chủ. Có con chưa? Nè. Có con chưa? Con gì? Em biết chị tên gì rồi. Chị khai ra đi không thôi em nói cho cả thế giới biết luôn á. Ừ mày nói gì? Tên Hương phải không? Ai có miệng chửi nói cho tao luôn. Rồi 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 rồi. Không có chửi thề. Rồi có con chưa? Chửi thề. Mới chửi thề đó. Không kiểu như là một cái câu cửa miệng quen dấu, rồi á. Chứ không có tới nỗi. Chứ không có được nói mà con. Bây giờ sao? Vậy sao tao đâu biết sao đâu. Vậy thôi tôi về, em về luôn nha. Dạ mày không nội tao chứ em gì. Con mày đấm mày đậu luôn đi. Thôi giờ. Bây giờ á nói chung là như thế này nè, chị đẹp. Giờ chị không nói tên thì. Trời ơi, đừng có đẹp xẹp gì đó. Bỏ khờ mày á, mày ủi luôn cái tường hay cái gì. Nói đàng hoàng ở đây người ta nghe rùm trời nó râm chai đó sao nữa. Thì ồn ào. Con mang nó xuống. Bà cái trời bà lăn đùng mà nó đi rồi rùm trời. Tự nhiên lăn đùng chị. Má con đâu có khùng đâu lăn đùng má. Má đâu có khùng đâu. Nhưng mà cái đó đó. Giờ bỏ tay chị ơi. Bó tay cô ơi. Bây giờ con không biết làm sao hết á. Bây giờ á thôi trước thì con trước là con cũng cảm ơn cô cũng như là cô chú anh chị cô bác gần đây là đã giới thiệu cái hoàn cảnh của chị này ở đây để là chia sẻ trước cộng đồng. Mong là bà con cô bác chia sẻ cái đoạn video nếu mà ai thấy được cái hoàn cảnh hay là biết được cái hoàn cảnh của chị ở đâu như thế nào á thì có thể là liên hệ với người nhà. Ha, con cảm ơn cô Dung ha. Và vâng thưa quý vị khán giả thân mến thì Việt Nam TV sẽ là kết thúc cái video tại đây. Một lần nữa cho phép em gửi lời chào trân trọng và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Nếu mà ai là người nhà của chị này hãy liên hệ trực tiếp với Nhật Nam TV để là đến rước chị về nha thưa cả nhà mình ơi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Em cảm ơn em cảm ơn chị nha chị ơi. Con cảm ơn bác. Dạ, em cảm ơn chị. Cái bài gì?